Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Nguyễn Hải nha. Thì hôm nay là ngày lễ Tết cho anh Thanh Mai. Và đây là năm thứ tư tụi mình đi chơi. 16 tháng 4. Là đúng ngày 16 tháng 4 luôn. Là năm nay là năm thứ tư, là 4 năm tụi mình đi chơi lễ này. Thì hôm nay mình đã tập trung tất cả mọi thứ. Hôm nay thì hôm nay mình chơi súng nhỏ thôi. Súng nhỏ nhưng mà chất lượng. Còn bự quá mình dắt mình mệt quá. Hôm nay mình chơi súng nhỏ, anh em cầm cây lắc chơi cho nó vui thôi mọi người ơi. Thì năm nay áo thì sẽ khác hơn mỗi năm luôn. Thì nói chung năm nay cái gì cũng mới hết. Nhưng mà mới thì người vẫn thủ. Còn đồ tàn súng từ kia đồ là mới hết mọi người ơi. Thì anh em sẽ tập trung ở đây trước. Chứ anh em tập trung lên xe mà chuẩn bị đi như năm ngoái luôn. Tại vì mình đi thêm một cái vòng chơi xíu năm quay về chùa tắm rửa cho người đi về. Thì mời tất cả mọi người, tất cả bạn chú anh chị theo chân anh em mình đi chơi đợi Tết cho anh em của bà con ở đây nha mọi người. Đợi mình xíu nha, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi chẳng các bạn đi chơi cho mọi người. Đợi mình xíu nha. Sao rồi, thấy sao rồi, vui không? Năm trước không đi, năm nay mình thấy đi thôi mấy bạn ơi. Tại vì rất là vui, không đi không được. Chơi chơi đằng kia nha mọi người. Chùa đằng kia chơi vui xong rồi tụi mình sẽ đợi xe lại rước hôm nay mình đi nha. Tụi mình sẽ lên lên trên chùa thầy xíu mọi người. Đợi mình xíu nha. Đi. Tá mặt mày giờ. Thôi. Để nó bắt cho nó thơm nha. Liên tục nha, cứ liên tục nha. Rồi, vô nè. Thấy gì vậy?
Con trai đó tao hai người một cái. Đây là bắt cóc luôn nè.
và trong lễ thì mình mua cái thùng để thịt bạ mình đi mua
lên. Đồng Phi đó, nãy Đồng Phi mà Đồng Phi nhỏ mà. Đó. Đừng nãy mọi người bên nay nữa gì đâu mà thui anh.
coi vậy? Con người sống kỳ coi như vậy? Yeah.
ngoài nào đây đó chơi mọi người ơi. Giờ anh em ghé quán ăn xong rồi anh em về nha mọi người, thì cảm ơn tất cả, ăn bột no luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành đi chơi cùng anh em tụi mình nha. Năm nay rất là vui nha quý vị, hôm nay nói chung là đông, rất là đông luôn, từ tỉnh khác cũng đổi về đây chơi, anh em tụi mình cũng vô trong đó chơi luôn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc chơi tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi màn đi chơi của anh em tụi mình, bài đó hết. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha mọi người, nhớ nhấn like cái kênh, chúc tất cả các bạn sức khỏe nha, bye bye mọi người nha.